có linh hồn, có thể xác là có linh hồn, có linh hồn là có ma. Nó có một trường hợp rất là sốc nhưng mà kể ra là đau lòng. Cái em đó thì buổi sáng tôi vào khoảng 8 giờ mấy rồi, tôi có nhận được cú điện thoại là ra chỗ đó để lấy em bé. Lúc tôi ra thì em bé đã bỏ trong một đen, nhưng mà sao tôi nghe cái giống như hơi thở vậy, trong một đen nó có cái hơi thở. Tôi kêu cái người mà em đưa cho tôi, nó bây giờ mở ra coi, thì mở ra thì em bé nó còn thở. Nhưng mà cái tiếng thở nó kỳ quá, kịch giống như con rắn hổng mang mà nó kề. Nó nói rồi không chính giỡn, tao nói làm gì giỡn mày. Nó nói thằng kia thì nó có mồ mả đàng hoàng, còn tôi ông lấp cát rồi ông bỏ. Kể cả trong chùa họ cũng sợ nữa, đừng nói chi người phàm. Mấy em này là em quậy dữ lắm ạ. Ở đây thì những cái bông linh này, những cái phần xác này thì trẻ nhất là bao nhiêu ngày tuổi chú? Em nhỏ nhất là 1 tháng tuổi đó. 1 tháng tuổi? Dạ. Còn lớn nhất là 9 tháng rưỡi nè. Đây là lớn 9 nhất tháng rưỡi nè. Là bên này. Dạ, cái này không phải là phá thai, nhưng mà tại vì nhà ta nghèo quá đó, rồi người ta không đi khám thai, rồi con chết rồi nào không biết. Rồi cái họ nhớ lại, ủa sao mà tới ngày rồi mà không đi sinh. Rồi khi vô bệnh viện để nó lưu thai trong bụng là nửa tháng rồi. Nói chung lại là tôi phát tâm từ hồi 2007 là lúc đó là muốn làm rồi, nhưng mà nó không đủ duyên. Là nó kéo dài tới gần 10 năm mà không hoàn thành được cái gì hết. Mình chỉ, tại vì sáng nào tôi cũng quỳ tại chùa Thông Thiên mà. Nó có dạ mười mấy năm quỳ ở tại chùa Thông Thiên nè. Dạ. Ôi, đồ gối chai hết rồi. Dạ, để cầu nguyện thôi chứ không có gì. Dạ. Nhưng mà rồi nó kéo qua thời gian dài quá cái cũng nản á, vì mà tới 10 năm rồi mà cái ước nguyện mình đơn giản mà không làm được. Lúc đó chán nản dữ lắm rồi, nó cũng sáng nào cũng xin ông hộ pháp lắm mà. Nó con có nhiều đó mà ông giúp con nản lắm nhưng không. Cũng sáng nào cũng tụng kinh với ổng mà cầu xin ổng nhiêu đó thôi. Bây giờ tất cả những cái ước nguyện tụi con là tụi con cũng gần đi rồi, không biết ngày nào đi. Bây giờ cái ước nguyện này nhỏ quá mà ông giúp con cũng buồn dữ lắm. Rồi tới năm 2016 là mới có được cái tin là người ta cho mình miếng đất này là mừng dữ lắm. Rồi lúc mà cái người ta hứa cho mình kinh phí, thời gian nó kéo dài quá, cái những người đó họ thay đổi ý kiến. Và nhiều khi họ không tin tưởng mình. Cái gì mà một dự án mà 10 năm mà không nhúc nhích nữa, ai đâu tin tưởng được. Chú có thể chia sẻ cho tụi con biết cái lần đầu tiên mà khi cái bé mà lần đầu tiên mà chú làm để chú đem về nơi này Trời đất, đi 4-5 thằng nha, không 4-5 thằng mới chịu đi nha, còn một người không dám đi đâu. Dạ. Nó cũng hơi ngại sao đó. Mà lúc mà liệm nó cũng phải 4-5 đứa nữa, chứ không đứa nào dám liệm hết á. Nó dị ứng vậy lắm. Nhưng mà làm riết cái nó quen rồi. Mà tội nhất là những em mà có tay chân đó. Mấy em đó mà tội nhiều. Mấy em nó lớn rồi vẫn phải bị ra đi mà người ta không. Cái dòng nó không thích nhưng mà bắt buộc phải đi. Mình nhìn mấy cái dòng đó mình thấy nó sốc vậy lắm. Những hình ảnh đó tôi chỉ chụp lại để lưu làm kỷ niệm thôi, chứ không dám đưa lên. Mà cũng không cho ai coi hết. Chỉ người nào gan lắm mà tôi mới cho coi, còn người nào không gan thì thôi. Nhìn nó dễ dị ứng lắm. Chú có nhớ ký ức về cái bé đầu tiên á mà chú mang về đây không? Chú đem về đây á? Dạ không, cái thời gian nó qua lâu quá rồi, với đầu óc bây giờ nó không được sáng suốt. Cách đây cũng 4 năm rồi đó. Mình để nhớ mang máng hay thôi chứ không nhớ. Cái ngày mà nhận được, nghe tin được là mừng dữ. Không nghĩ là tới 11 năm rồi mình mới nhận được em bé đầu tiên, là lúc đó mừng dữ lắm chứ không có suy nghĩ gì hết. Tại vì tôi nghĩ là tôi cũng gần đi rồi. Tại 7 mấy tuổi rồi mà đâu còn thời gian ở lại đây đâu đâu. Mà mình trông đựng đứa là mình mừng rồi, không sợ mà mừng. Nó vậy đó. Dạ. Nhưng mà khi nhận nó về rồi thì không đứa nào dám liệm hết. Tại vì cái chuyện nó quá lạ, hồi giờ đâu ai làm cái chuyện này đâu. Mà chúng tôi nó có cái quách. Cái quách bằng kính. Rồi em bé đó về tùy theo lớn nhỏ nha, mình quấn giải nó lại, rồi mình đưa vô cái quách đó, rồi mình mới cái quách bằng kính, rồi mình mới hàng keo lại, rồi mình mới có cái ở đây tôi gọi là cái kim tỉnh, rồi mình đưa vô nó, mình mới chôn nó.
Lúc đầu ngay không thằng nào dám đụng vô hết đó. Làm riết cái nó quen rồi. Các bé ở đây thì đa phần là ở bệnh viện hay là có ai điện thoại cho chú rồi chú lại nhận như thế nào chú cái công việc? Dạ, nó có ba, nó có hai cách. Một là người ta hỏi mình chứ, ta hỏi là ở chỗ đó phải nhận cái này không, mình nói đồng ý. Nếu mà họ có điều kiện thì họ đem tới chùa, còn nếu họ sợ thì họ chỉ chỗ nào đó rồi mình lại mình lượm về vậy thôi. Cũng ít khi gặp được cha mẹ đó, chỉ có đứa nào nó thành tâm sám hối. Trong này 300+ em nhưng mà vào khoảng chừng 20 em trở lại thì nó có cái, nó có sự sám hối và ăn năn sợ nữa, cho nên nó mới tới đây thì mình mới gặp được. Còn đa số là một là nó bỏ ở bệnh viện, hai là nó thuê xe nó ôm đem tới chùa, ba là nó đem tới chùa rồi cái nó bỏ ở trước chùa đó rồi nó báo cho mình, mình vô mình lấy vô. Cái tỷ trong suốt 4 năm qua đó chú, thì đã có hơn 300 bé được chú đưa về đây. Thì trong số 300 cái phận đời đó, hơn 300 phận đời đó, thì chú nhớ về cái kỷ niệm nào nhất chú? Tức là cứ hãy nhắc đến cái công việc này của chú là chú sẽ nhớ đến cái bé đó đó. Rồi sốc nhất là đứa này nè. Tại vì gia đình không hiểu sao mà lại con cứ 9 tháng mấy rồi mà không sinh, mà cứ để vậy hoài. Rồi cái sau khi hỏi thăm lại là thứ nhất là nó ở trong ruộng, thứ hai là hầu giờ ông đâu có tiếp cận cái y học hiện đại như bây giờ đâu. Ở trong quê thì cứ nghĩ là cứ vậy chữa rồi tới ngày đẻ nó tự đẻ thôi, chứ cần gì phải thuốc men kiểm tra đồ gì. Mà tới khi mà nhớ lại 9 tháng rưỡi rồi, mà lúc đó họ mới vô bệnh viện. Vô bệnh viện thì bác sĩ họ nói là lưu thai gần nửa tháng, hơn nửa tháng luôn. Lưu thai bụng mẹ? Dạ, trong bụng mẹ. Thậm chí thằng này bự lắm mà nó bị dai đó nhìn. Ghê lắm. Chính là cái ngôi mộ nằm ở phía bên phải của bên khu phải. Mộ này đây. Dạ dạ, đúng rồi. Dạ. Cái đó là mình sốc nhất cái chuyện đó. Ở bệnh viện hay sao chú? Ở bệnh viện. Chú còn nhớ cái ngày mà chú đem bé về đây không? Dạ, nó có cái ngày trong đó. Trên bảng tên của các em đều, trên cái bảng của em có đều có ngày giờ sinh đó. Dạ. Chứ mình không có, mình chỉ hỏi cha ở bệnh viện á, là họ có cái phiếu nhỏ nhỏ đó. Ví dụ như cái người mẹ đó bao nhiêu tuổi, rồi quê ở đâu, rồi em bé đó bao nhiêu tháng, rồi sinh lúc nào. Họ kèm theo mấy giấy thế này, họ để trong cái bọc đó. Mình coi theo cái đó. Còn đứa em nào mà bỏ mà mình không gặp được cha mẹ rồi là mình cứ ghi cũng vô ưu thôi, nhưng mà ngày giờ không biết. Con có nghe chú nói là có những cái cuộc điện thoại để đem các bé về. Dạ. Của các ba mẹ mà bỏ đi đó. Dạ. Thì có cuộc điện thoại nào nó giữa đêm mà chú vẫn đi không? Dạ không, có nghĩa là nghe là đi thôi. Chẳng hạn như ở chùa Tùng Thiên là qua 9 giờ là họ không nhận nữa. Dạ. Dạ. 9 giờ là họ cái giờ họ chỉ tịnh rồi đó, là họ không cho mình đến vô chùa. Nhưng mà khi mà ta điện rồi, nếu mà mình không lại kịp thì nó liền lên bảy, bắt buộc phải đi thôi. Nó có một trường hợp rất là sốc nhưng mà kể ra thì đau lòng dữ lắm. Cái em đó thì buổi sáng chừng vào khoảng 8 giờ mấy rồi, tôi có nhận được một cú điện thoại là ra chỗ đó để lấy em bé. Lúc tôi ra thì bé đã bỏ trong bọc đen đó. Nhưng mà sao tôi nghe cái giống như hơi thở vậy đó, trong bọc đen nó có cái hơi thở. Tôi kêu cái người mà đem đưa cho tôi nói bây giờ mở ra coi, thì mở ra thì em bé đó còn thở đó. Nhưng mà cái tiếng thở nó kỳ lắm, cực khịt giống như con rắn hổ mang mà nó khè vậy đó. Mà tôi thấy vậy tôi mới hỏi, tôi nói bây giờ tôi gặp những người cao nhất có trách nhiệm ở đây cho tôi biết là em bé này có thể cứu được hay không. Toàn bộ kinh phí này tôi chịu hết, không liên can người ta, tôi cũng thay chỗ nào hết. Mà tôi nói này tôi lượm ngoài đường này, rồi tôi đem vô bệnh viện để nhờ người ta cứu giùm tôi. Nhưng mà ở đó họ trả lời là em bé này không thể cứu được. Nhưng mà tôi thắc mắc điểm thế này, mà sau này 2-3 ngày sau tôi mới nhớ lại là em bé mà đứt cuống trúng rồi thì 3 giây sau nó chết rồi. Nhưng mà tôi ngồi tôi đợi một tiếng đồng hồ mà em bé này cứ thở vài nha. Nhưng mà sau mấy ngày sau tôi mới nhớ lại là cái đám này nó gạt tôi, nó sợ đem tới chỗ kia rồi nó bể công chuyện nó làm ăn ở sau đó. Nhưng mà tôi nói thôi bây giờ tùy duyên thôi, biết sao bây giờ. Mà tôi mới nói với cái chỗ đó là bây giờ là nguyên tắc của tụi tôi là chỉ nhận những em bé đã mất, còn em này còn thở là không thể nhận được. Mà thôi hỷ xả giùm đi, khi nào mà em bé này mà không còn thở nữa thì điện tôi ra tôi nhận. Nhưng mà cuối cùng họ đem đi đâu mình không biết.
là em bé đó họ đem đi luôn. Dạ, họ đem đi luôn. Mình không biết họ làm như thế nào. Chú Chính có chia sẻ là có những người mẹ mà thậm chí là gửi đến 3 đến 4 đứa con ở đây luôn hả chú? 6 đứa. 6 đứa? Dạ. Cái câu chuyện đó như thế nào chú? Nói mà cái thực tế nó thì mình chỉ nhận một em thôi. Còn 5 em kia là họ phá nó hồi nào. Rồi sau khi mà họ tự khai ra mình không biết được. Chứ còn không khai là mình không biết. Họ nói họ chỉ một đứa thôi. Nhưng mà sau khi này nói cái chuyện họ nói mình nói mê tín đó, mình tự ít khi nói đó. Nhưng mà từ cô đó cũng khai ra thì tôi không biết nha. Còn cô không khai ra mình không biết được đâu. Mình tự cô khai ra thì nó lòi ra thêm 5 đứa nữa rồi. Mà thật sự trong đây có 1 đứa thôi. Còn 5 đứa đó là mấy năm trước lận mà. Là có một chuyện dị ứng nhất là cái cô đó là cổ cái hồi mà cái bão Cà Mau á, hình như 2000 mấy mà 15 năm sau nha. Cái khi mà vợ chồng cái cô đó tới đây là 15 năm rồi. Kể từ cái ngày mà bão tới cái ngày mà cổ tới nghĩa trang này là 15 năm rồi. Cổ tự khai mình không biết được. Cổ nói sao không biết sao là cổ nằm mơ cổ thấy là ở đây nó có nghĩa trang mà con cổ kêu là cổ phải tới chỗ này nè. Đem dâm nó về đây nè. Để thờ nó ở đây chung với mấy bạn đó. Nghe nói thế cũng hơi kỳ kỳ, 15 năm mà không ít đâu. Mà người đó tự khai ra mình không biết được nha. Thực ra tụi con là những người mà rất là duy tâm. Và đối với tụi con những cái vong linh, những em bé như thế này cực kỳ linh. Thì chú đã an táng rất là nhiều bé ở đây. Thì có bao giờ chú nằm mơ hay là chú nhận được những cái hồi đáp của những cái vong linh này? Ôi ơi, nó nói chuyện với tôi luôn ấy. Nó nói luôn, nó nói ông Chính dỗm. Nói sao ông Chính? Ông Chính dỗm. Ông Chính dỗm hả? Dỗm dạ. là không thực hiện đúng lời hứa. Chẳng hạn như mình hứa nó, tôi nói bây giờ các con cứ nằm đây nha, ông Chính sẽ làm đẹp mã mồi cho các con đàng hoàng, cung kính đàng hoàng, kín đáo mà chung quanh có bông đầy đủ hết. Nhưng mà lúc đó thì không phải là đứa nào cũng phải làm giống như vậy, nhưng mà có khi thì lúc đó thì có thời điểm không có tiền á. Có tiền tới đâu mình xây tới đó, chứ không phải là mình làm bây giờ nè. Tại hôm trước có người cho tiền nên mới xây một lọt là 200 cái thế này nè. Cho nên nó mới còn, lúc đó là mình cứ có tới đâu xây tới đó. Hồi đó này mình làm như thế nào ông Chí? Ở khu A thì lúc đó một em tới 5-6 tắc lận à. Lúc đó người ta chưa cho miếng đất này. Người ta mới cho miếng đất này nè. Rồi mình nghĩ nếu mà chôn kiểu đó thì chừng năm là hết chỗ chôn rồi. Cho nên mới giảm lại. Bây giờ em nó còn cái 2 tắc. Hãy tắt vô. Chứ nếu mà chôn như kiểu đó là chỗ này hết rồi. Con tụi con nhận thấy là ở ngoài trước phần của các bé đó có bé thì có giống như là bia để thông tin gõ gàng, còn có bé thì lại không, là như thế nào Chính ơi? Những đứa đó là có cha mẹ nó tới đó. Dạ. Còn những cái mà không có mộ bia là mấy em nó là không, người ta bỏ luôn đó. Người đem vô chùa người ta bỏ, hay là người ta bỏ ở bệnh viện đó. Còn những em nào mà có cái bản tên á, chứ cái mộ bia cũng không đúng nữa, cái bản tên thì cha mẹ nó có lại đây. Trước giờ thì chú được những cái em bé báo mộng, như là có một lần là báo mộng là ông Chính dởm đúng không? Nói thế này nè. Là những cái lần nào khác nữa không? Có chứ. Lúc trước thì không có tiền. Nếu mà có tiền thì làm nó ngay hàng thẳng lối thế này nè. Còn tôi không có tiền, tôi đâu phải thợ hồ đâu, tôi làm nó quẹo quở đó. Rồi cái tối đó, cái lúc đó chưa có điện đâu nha. Mình ráng mình làm cho nó hết hồ đó. Mình làm cũng chậm nữa mà. Rồi nó bụt tối rồi. Cái tôi đang ngồi làm sao ở sau lưng tôi cái áp lực nó nặng dữ lắm mà. Tôi nghi chắc tụi nó. Không phải nó nhát mình, nó lại nó coi thử cái làm cái gì nó hơi lạ lạ đó. Tôi nói bây giờ tụi bay gian lại nha, tao bỏ tao chạy là không ai làm nha. Tự nhiên cảm giác nó nhẹ liền. Không phải mình nói cũng phải mê tín. Cái đó là thật sự nó có. Có người là có ma. Không làm sao không có ma được. Nhưng mà ma thế nào là mình chưa thấy. Nhưng mà nó có rất nhiều loại ma, nhưng không phải là một loại ma. Có linh hồn, có thể xác là có linh hồn, mà có linh hồn là có ma. Còn có tôi nó là tôi với nó cãi nhau 2 lần lận á. Giống phải một lần nó nói ông Chính dỗm, tao nói làm gì dỗm mày. Nó nói thằng kia thì nó có mồ mả đàng hoàng, còn tôi ông lấp cát rồi ông bỏ. Tôi nói bây giờ không có tiền nha, chừng nào có tiền tao làm nha, chừng nào tao có tiền mà tao không làm thì tụi bé nói với tao được. Còn tao không có tiền lấy đâu làm, cứ ở đợi đó đi, có tiền ông sẽ làm đàng hoàng.
Rồi cái hình như nó quên rồi, cái mình cũng quên chứ không có tiền cái rồi. Cái nó nói một lần nữa. Nó ông Chính hứa dỗ. Bữa sau làm điều. Không để nữa. Các con cứ ở đây đi. Nghe lời ông khuyên là niệm Phật theo mấy, theo đại chúng. Chắc chắn rằng là con sẽ mau siêu. Mà con siêu ở cõi này thì con sẽ tới cõi khác thì sẽ sướng hơn. Còn nếu con có đi cõi khác hay là có trễ lại làm người thì con sẽ sướng chứ không phải khổ như vậy đâu. Con sẽ hoàn chỉnh hơn, chứ có mấy tháng tuổi chưa có hoàn chỉnh mà con đi là do cái nghiệp của con. Nghiệp là mày phải trả chứ, mày không đòi là mày ngon đó, chứ mày đòi là mày dở đó. Tại mày đòi là mày nợ lại người ta rồi, thì kiếp sau phải trả nữa. Bây giờ mày trả hết nợ rồi là mày khỏe rồi, cứ nghe là ông Chính niệm Phật đi. Bảo đảm với mày là sẽ siêu. Mà siêu thì tâm mình tỉnh rồi mà sẽ sanh vào cái cõi tốt hơn. Không biết nó có nghe không mà ít khi mà nó dám ở đây. Là thấy mấy đứa này là ghê lắm nhưng mà nó không có phá gì ở đây nha. Các con cứ ở trong hàng rào này không được ra ngoài. Mình xứ khác mình tới đây mà mình quậy phá là người ta không chấp nhận được, là ông không thể an táng được. 4 năm rồi đâu không nghe nói gì đâu. Là không có quậy phá. À, không quậy sớm phá. Ừ? Ông Chính nói là các con khi mà không có sân si rồi thì sẽ siêu. Thì ông Chính trước giờ thì là khoảng 4 năm thì ông Chính có cảm nhận được một cái dòng nào siêu không, cái bé nào siêu không? Mình không thấy được. Nếu mà nói mình thấy thì có nghe là cái chuyện dạng dỗm rồi. Nhưng mà thật sự là cái em số 3 đó nha, với em số 6 đó, là nó ở chạy đó là 3 năm. Trong năm nay là không còn nó ở đó nữa. Tôi không thấy, nhưng mà có một thằng đó nó hợp với cái đám này sao không biết, xuống là thấy nó không. Cái thằng đó giờ nó đang ở trong chùa Đồng Thiên, nó cũng ở trong nhóm đi chôn. Mà thằng đó bằng ngày đi làm nó vô một đêm không à. Chỉ có một mình nó thấy thôi, giống ai thấy hết. Nó cứ nó xuống đó là thấy hai đứa ngồi đó không. Mà nó vô đây nó cũng niệm nó thôi con ơi, tha thứ họ đi, siêu đi, đừng ở đây làm gì. Còn nếu không vô trong chùa ở cho nó ấm cúng ở đây nó lạnh lẽo, nhưng mà cuối cùng nó có hoài. Còn nguyên năm nay là không thấy nó rồi. Thì nó đi với gì nữa. Cái chuyện đó mình chứng minh thì họ nói mình mê tín nhưng mà thật sự vậy đó. Nó ở đây thứ 3 năm lần. Năm nay nó không còn ở đây nữa. Tại vì thằng đó xuống đây chôn không thấy nó nữa. Con nghe chú xưng với các bé ở đây á, là chú xưng ông và gọi các bé là các con, các cháu. Dạ dạ. Dạ, đây chính là một đàn cháu của ông đó. Đúng như rồi. Tại vì so với tuổi là tôi tới 72 tuổi luôn rồi, ít đâu. Nhưng mà chú vẫn còn gia đình riêng của chú. Dạ dạ. Thì trong suốt nhiều năm chú làm cái công việc không ít ít người dám làm này á, thì gia đình của chú có những cái lời ra tiếng vào không chú? Không không ạ, vợ tôi cũng xuống đây quét dọn mà. Bữa nào mà bảo khỏe mình nó nói chở tôi đi cho nó vui, với đường xa quá mà đi mình ông cũng buồn. Dạ. Thì xuống đây rồi tôi chôn bà vợ tôi quét dọn. Dạ. Thì đó. Cũng thoải mái lắm. Vậy là quá tốt luôn. À, dạ, được dạ. Sự ủng hộ của hậu phương nữa thì. Dạ. Còn cái chuyện mà con cháu mà bà vợ tôi không nhúng tay vô sao tôi làm nổi. Một tuần lễ nấu 5 ngày rồi, 3 ngày cơm 2 ngày cháo. Mà nếu bà không nhúng tay vô sao tôi làm nổi. Như vậy thì gia đình đó là đã ủng hộ chú rồi. Nhưng mà cái công việc này á, người đời á, họ nhìn vào á, có nhiều người họ không hiểu. Họ sẽ có những cái lời dìm pha. Trời đất ơi, cái ông này rảnh quá chẳng hạn. Không phải, chú không có gặp không chú? Họ nói ở không mà đi làm cái chuyện này có ăn mới làm. Họ nói câu đó là xấu hổ lắm mà nó nhục nữa nha. Nhưng mà kệ người ta chứ mình cũng ăn thôi. Tôi chứng minh cho người ta thấy rằng là công chuyện tôi làm từ nhỏ bây giờ nó gian rộng đã lớn rồi. Nếu tôi ăn hay tôi làm được 7 thì làm sao mà nở được. Nếu mà ăn vô sụp liền. Có nhiều cái nhóm từ thiện ra làm chừng vài ba tháng ấy là sụp mà chè lên. Còn tôi 27 năm, thời gian rất là dài. Tôi chỉ chứng minh cho họ thấy rằng là công chuyện tôi làm như thế nào cho nên nó mới cứ nở ra hoài. Thậm chí tôi là người phàm nhưng mà cũng ăn với là không ăn theo sống. Nhưng mà ăn đúng chuyện. Tôi không ăn làm sao tôi làm được. Nhưng mà ăn nó như thế nào. Tôi xuất thân từ trong chùa ra, nguyên dòng họ Quỳnh của tôi là toàn bộ ở chùa hết. Bây giờ trụ được cái hai ông còn nhiều dân hết, trong đó có tôi nữa. Nếu mà tôi ở chùa tới bây giờ là tôi khỏe lắm, mà tôi lên hòa thượng rồi đó. Hôm nay thì con đến đây cũng viếng các bé cũng như là thăm chú, chúc chú sức khỏe trong thời gian tới, có một sức khỏe dồi dào. Dạ, mô để chú làm tiếp tục cái công tác thiện nguyện này. Dạ mô Phật. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, mô Phật. Dạ.